Thị trường tôm đồng bằng sông Cửu Long ngày 19 tháng 11 năm 2023, thị trường tôm sú, giá tôm sú oxy tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng tiếp tục ổn định sau mức tăng từ đầu tuần. Giá tôm sú oxy tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng ngày hôm nay như sau: cỡ 40 con 1 kg ở mức 110 đến 120.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 160 đến 170.000 đồng 1 kg cỡ 20 con 1 kg ở mức 220 đến 240 000 đồng 1 kg, giá thu mua tôm sú ướp đá tại đầm khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng ổn định. Trong đó, giá tôm cỡ 30 con 1 kg đạt 125 đến 130 000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg đạt 185 đến 190 000 đồng 1 kg, tôm ao đất, không kiểm tra kháng sinh cỡ 50 con 1 kg ở mức 95.000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 100.000 đồng 1 kg, tôm ao đất, không kiểm tra kháng sinh, lượng mua tôm số nguyên liệu của một số nhà máy lớn như Minh Phú đang giảm dần về cuối tuần khi đã qua con nước tôm Quảng Canh, thị trường tôm thẻ, giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre tiếp tục ổn định trong hôm nay, cụ thể. Giá thu mua tại đầm với tôm thẻ oxy hàng không kiểm màu, không kiểm tra kháng sinh cỡ 50 con 1 kg ở mức 110. Đến 115.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 140 đến 150.000 đồng 1 kg. Giá cỡ 20 con 1 kg ở mức 180 đến 190.000 đồng 1 kg, các nhà máy lớn tại Sóc Trăng, Cà Mau duy trì mua tôm thẻ nguyên liệu ở mức lai rai. Trên đầu ra xuất khẩu lượng xuất tôn thẻ của các doanh nghiệp lớn trong nửa đầu tháng 11 vẫn khá chững so với tháng 10, giao dịch tại đầm tôn thẻ ướp đá. Giá mua tôm thẻ ướp đá tại đầm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn trong chiều hướng đi ngang. Cụ thể, giá tôm thẻ ướp đá tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau, cỡ 30 con 1 kg ở mức 136 đến 138 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 104 đến 106 000 đồng 1 kg cỡ 80 con 1 kg ở mức 92 đến 94. 000 D, kg tôm kiểm kháng sinh, từ đầu tuần, chỉ một số ít nhà máy như Khang An, Camimet điều chỉnh giá mua tôm thẻ theo nhu cầu trả đơn hàng. Cụ thể, giá mua tôm thẻ tươi tại nhà máy Camimet giảm 2.000 đồng 1 kg với các cỡ lớn, 35 đến 50 con 1 kg, tại nhà máy Khang An tăng nhẹ 1 đến 2.000 đồng 1 kg các cỡ mua chín từ 50 đến 85 con 1 kg.